Việc người dân ở chung cư bị ép sử dụng chỉ một nhà mạng mà nhà thầu ký kết từ trước đã gây nên nhiều bức xúc vì chất lượng mạng thấp và quyền lợi thì bị áp đặt. Vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành chính sách để người dân tự do sử dụng dịch vụ mạng của doanh nghiệp viễn thông mà mình tin tưởng. Để giải quyết tình trạng độc quyền của nhà mạng tại các chung cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ kết hợp với Sở Xây dựng kiểm tra và đánh giá khi nghiệm thu công trình để đảm bảo không có sự nhập nhằng trong cung cấp dịch vụ cho các tòa nhà. Bên cạnh đó, doanh nghiệp viễn thông phải thông báo giá cước, phương thức tính cước trên trang thông tin điện tử của mình và ngay tại chung cư có sử dụng dịch vụ của họ. Ngoài ra, doanh nghiệp phải thường xuyên rà soát và báo cáo với sở về tình trạng kinh doanh, cung cấp dịch vụ, giá cước, các khó khăn và để kịp thời có giải pháp ngăn chặn. Để cắt giảm chi phí, ban quản lý chung cư đã gián tiếp ký kết với doanh nghiệp viễn thông, dẫn đến tình trạng độc quyền nhà mạng và chất lượng mạng thấp tại các chung cư. Mặc cho quy định của thành phố Hồ Chí Minh là các chung cư phải có ít nhất hai hạ tầng cơ sở mạng internet và truyền hình.